Để mai đi em, mỗi hôm chơi một tí chứ. Hôm nào cũng chơi phát hết luôn thì có mai còn gì để chơi nữa. Anh dạo anh đói content lắm rồi này, không có clip YouTube này. Không có clip để up lên kênh này. Đói lắm rồi. Tôi chỉ có mong muốn một điều mong muốn cho đến Tết ta ấy, cho đến giao thừa đó là tôi đặt 100k sub trước trước năm mới thôi. Thật. Rồi, anh chưa Inhuman Loop. Lên em nha. Em chơi FIFA nha. Ok. Bắt quấy độ là gì nhỉ? 1 1 1 1 Ôi anh em biết cả phát đánh độ luôn ạ. Kinh vậy. Nhiều khi không biết đây là nick anh đội nick của mọi người. Đây rồi. Ủa. Ủa. Anh em cho tôi hỏi là sao thừa lương à chưa mua được Beckham nhỉ? Wow. Đây, có từng đống này cho mình mở. Rất nhiều. Nói gì nó đặc biệt một tí nhỉ? Kiểu xịn xịn cho mình mở. Thank you Trần Yến Ninh. Thank you Lê. Wow. MC cộng 4 này. Em chào anh Quân, hello anh. Cộng 4. Please. Oh, Kingly's Coleman. Tốc độ 109 luôn. Quá kinh. Một tháng nữa Tết tới. Tết tới. Uầy. Thank you anh Quân. Một quả trứng vào mồm. Ai đây? Bernardo Silva. Pedro Neto. Pedro. Nó mở gói này ra được mấy thằng kiểu Ronaldo, Henry kiểu không chứ. Ơ, Quichi Cao Chung, Quichi Chung. Tí tôi cũng phải có nick tôi vui cộng 1 cũng được, mới được. Nhưng mà có được đá ao làng chó đâu. Có khi để dành để mai chơi ấy nhỉ, để dành kiểu sang nick mình sau ấy. Ừ, mai sang nick mình bôi sau vậy. Mỗi hôm chơi một tí cho có cái để chơi. Chứ hôm nào cũng kiểu có cái để chơi mình chơi hết sạch luôn thì hôm sau chơi cái gì cũng biết. David Silva, hôm nay là sinh nhật của David Silva nha các bạn, tôi vừa lướt Facebook xong. Có một gói mới trong shop á. Nick anh độ mà, tôi chỉ dọn rác thôi, tôi không có mở thẻ các bạn ơi. Tôi không có chơi sự kiện gì cả đâu. Từ từ cho anh em cho đi lấy ít giấy ăn. Xin mũi. Tịt mũi quá. Edison Cavani 700 triệu mãi mới mở ra được thằng 101 này. Mơ tấn. Nani. Anh độ nạp là có content cho anh em xem vui vẻ. Mấy game anh đang chơi thôi, sức nani hoài. Chứ không phải nạp kiểu khô máu anh em ạ. Chơi không nghiện. À thực ra có nghiện những lúc đấy thôi. Xạo chó, xạo chó. Ừ.
thời xưa em đi đá tỉnh các thứ mà không dám đá nữa. Đá giải thì sợ gì em, đá giải thì có sợ đâu, có sợ gì đâu. Đá phủi kiểu mỗi tối hàng tuần đi hẹn đối trên forum mới sợ chứ. Đá đối quen không sao, gặp đối kiểu lạ lạ, dân văn phòng, tài chính, nhiều số. Đánh cho thắng cũng dở mà thua cũng dở cơ. Mà tôi thì tôi không ngại về cái đấy lắm. Vì mình không làm gì thì người ta cũng chả đánh mình đâu, chả làm gì mình đâu. Như thế mới gọi là đá phủi ấy. Còn đá giải các kiểu thì lo gì anh em. Cái đá mình có tài năng hay mình có cái gì đấy thì mình cứ đi đá thôi. Đá dài mà nó còn chém mình thì thôi. Marchesin cầu thủ lạ ấy, không biết ai luôn. Mở hết mấy cái gói COC các kiểu đi kiểu... lỗi thời lắm rồi. Đấy có người sạc cũng hai tiền đâu ra em, 190 mấy 200 tỷ. Ninh độ không đủ tiền. Bán cộng 1 thì chắc là đủ mua á. Rồi tiền đủ mua á. Bán con Eusebio đi đủ. Chắc vậy. Nó cũng chả đủ nữa, 140 tỷ. Ai có giá giờ reset con Beckham đấy, anh em cho tôi để tôi treo hộ anh độ. Thời gian đầu thì đương nhiên nó sẽ đắt rồi ấy. Nhưng mà về sau nó sẽ giảm giá nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là một người như anh Độ không đợi được đâu. Kiểu gì cũng muốn mua luôn này. Xin Van Dijk cộng 8 đó thôi. Đã lương tăng rồi bây giờ. Tôi mua Van Dijk cộng 8 TT cũng được mà. Tích tiền tôi mua được. Giờ Van Dijk TT cộng 8 treo free 18 tỷ. Có phải như hồi xưa đâu. Ừ không bao giờ dùng đến đâu. Kể cả đổi tên luôn không bao giờ dùng đến luôn. Mise Gaming. Thử đổi thành Mise Gaming này. Má ơi các ông ơi. Bao nhiêu chữ G các ông cũng dùng hết rồi ạ. Tài thật. Quá đáng. Anh đâu phải ký hợp đồng kiểu giữ tên bản quyền tên kiểu tất cả mọi loại thể loại game để nhà phát hành giữ tên cho ấy. Ui. Để mai đi em, mỗi hôm chơi một tí chứ. Hôm nào cũng chơi phát hết luôn thì có mai còn gì để chơi nữa. Anh dạo anh đói content lắm rồi này, không có clip YouTube này. Không có clip để up lên kênh này. Đói lắm rồi. Tôi chỉ có mong muốn, một điều mong muốn cho đến Tết ta ấy, cho đến giao thừa đó là tôi đặt 100k sub trước năm mới thôi. Ui. Mở ra thằng đắt nhất luôn đấy. Của cái gói BOE rồi đấy. Làm vlog đi anh trai. Anh sẽ cố. Nói chung là anh sẽ cố gắng trước Tết trong cắt sắp. Cũng như là mục tiêu năm ngoái anh đã đề ra. Tết năm ngoái mình chỉ mong hết năm nay mình cũng lên trong cắt sắp thôi mà. Chẳng mong gì hơn. Là mong là anh em trong team vẫn hòa thuận các kiểu chơi với nhau đến già. Chỉ mong như thế thôi, mỗi năm mình chỉ mong như thế thôi, với cả team có sức khỏe này, gia đình mình cũng sức khỏe này, thuận lợi bình an. Mình chả mong ước gì quá nhiều trong cái công việc của mình lãi luôn đâu. Mình chỉ mong cuộc sống mình vui vẻ hạnh phúc là mình vui lắm rồi. Mình mở hết mấy cái thẻ để rác này cho anh Độ kiểu mỗi lần nạp vào sự kiện cho đỡ kiểu dối. Khổ thân anh tôi lắm. Thương anh tôi vãi chưởng. Anh tôi già rồi. Dev có tham gia team refund không? Sau này thì tôi không biết nhá. Mà hiện tại tôi cũng không biết nốt. Này hỏi anh Độ hỏi gì mình. Mình chỉ là một hạt cát thôi.